tổng thống trump những ngày qua bị chỉ trích về một số vấn đề những chỉ trích từ trong nước và cả ở nước ngoài cáo buộc ông kỳ thị chủng tộc sau những phát ngôn về người nhập cư từ haiti và châu phi những người biểu tình ở thụy sĩ thậm chí còn không muốn sự có mặt của ông trump tại diễn đàn kinh tế thế giới tại davos vào tuần tới và ngoại trưởng nga sergei lavrov tố cáo hoa kỳ đang tìm cách áp đặt ý muốn của mình lên phần còn lại của thế giới Hoa Kỳ và những đồng minh sử dụng một số các biện pháp từ triển khai một hệ thống phòng thủ phi đạn toàn cầu, đơn phương trừng phạt tới áp đặt luật lệ của riêng họ tại nhiều vùng lãnh thổ hay đe dọa giải quyết những vấn đề quốc tế theo kịch bản riêng của họ. Ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Moscow vào ngày thứ Hai rằng chính quyền đương thời đang đi theo chiều hướng của chính quyền Obama và trong một số lĩnh vực chính quyền Trump còn cương quyết hơn thật không may là những đồng nghiệp người mỹ và đồng minh của họ vẫn muốn theo kiểu chỉ dựa trên việc đưa ra những nguyên tắc mà không muốn lắng nghe ý kiến từ các trung tâm chính trị khác của thế giới trên thực tế họ không muốn thừa nhận sự tồn tại của một thế giới ngày càng đa cực Chuyên gia phân tích chính trị Peter Eltsov cho rằng những chỉ trích của ông Lavrov phản ánh thất vọng của Nga trong mong muốn rằng ông Trump sẽ bỏ qua chuyện Nga can thiệp ở Ukraine. Điều đó chỉ cho thấy rằng người Nga đã tính toán sai và không bao giờ hiểu được sự phân chia quyền lực ở Mỹ, rằng lập pháp và tư pháp rất quyền lực, và rằng cuối cùng thì ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng không mấy sẵn lòng cải thiện quan hệ với Nga một cách đáng kể. Với Russia, ông Yaltsov cũng cho rằng việc cáo buộc chính quyền Trump muốn sai khiến thế giới chỉ là một câu thần chú cũ củ kỹ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Những điều ông Lavrov nói hoàn toàn không đúng. Tôi nghĩ rằng những điều đó chỉ thể hiện mong muốn của chính phủ Nga là quảng bá nghị trình của Nga mà thôi. Chuyên gia phân tích Eltsov tán dương kế hoạch của Tổng thống Trump tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tới đây ông trump lâu nay không đồng ý với sự toàn cầu hóa và tự do thương mại vốn được cổ suý tại các cuộc họp davos và ông có thể sẽ mở rộng các cuộc thảo luận sắp tới